Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 của anh chị, nhanh không? Mới đi qua tháng 3 rồi. Thì cô chú chị hôm nay cũng có một số tin, vừa có những cái tin đặc biệt, có những cái tin cũng phải nói là mất mát của đối với quân đội Ukraine, nên là mình sẽ chia sẻ đó mà cô bác. Thì trong ngày hôm nay á, khuya của chú chị, khuya vào rạng sáng ngày 5 tháng 3 nè, thì phía Nga cũng tấn công vô bằng một cái lượt máy bay không người lái, là những cái loại SAT của Iran sản xuất á, thì khoảng tầm trên dưới 20 cái drone. Thương vong thì không có thông tin về thương vong, nhưng mà cũng có những cái thiệt hại. Nhưng mà vào sáng sớm thì có một cái thông tin dư quy nữa, đó là quân đội Ukraine đã đánh chìm một cái con tàu Sirikotot của Nga. Thì con tàu này nó đã bị cùng chung số phận của những cái hạm đội Biển Đen đi xuống địa ngục, chìm xuống đáy đại dương của anh chị. Thì cái con tàu nó không có lớn giống như những cái con tàu đầu trước, thì quân đội Nga người ta đã phục kích nó bằng những cái drone trên mặt nước. Tàu này nó có cộng thêm một cái chiếc trực thăng, đó là chiếc K-29. Nhưng mà cô chú vị, cái thông tin nói là chiếc tàu này nó trị giá là khoảng 100 triệu, trên dưới 100 triệu, nhưng mà có thông tin nói là chỉ có 65 triệu thôi. Thì cái thông tin nào đúng với anh chị? Thì bây giờ thông tin có nơi thì đưa 65 triệu, có nơi thì đưa 100 triệu. Thì con tàu này quan trọng là bây giờ nó đã chìm xuống đáy đại dương, nó đi gặp người anh trai của nó là một anh Moskva. Ngoài ra của anh chị, mình thông báo một cái tin này luôn, đó là một cái thông tin buồn, thất vọng. Buồn của chị, phải buồn mà phải thất vọng, tại vì quân đội đang làm hết sức rồi, không có gì mà phải thất vọng hết. Cái tin buồn của chị, mất mát cho phía quân đội của Nga, đó là một cái bệ phóng HIMARS của quân đội Ukraine đã bị phía Nga tấn công trong ngày hôm nay vào buổi chiều của chị. Á, một cái bệ phóng hai mà thì phải nói là nó giá trị như vậy, nó giúp ích cho quân đội ra rất là nhiều, nhưng mà nó bị phá. Nó được phá từ một cái tên lửa Iskander. Thì cái thông tin này khi mà biết được thì mọi người rất là buồn vậy, buồn. Nhưng mà biết sao, thì trong chiến tranh mà phía Nga thiệt hại 10 thì Ukraine phải thiệt hại 1 2 thôi, cái điều đó không thể nào tránh khỏi, ngay cả người và của. Thì ngồi ra đó, phía quân đội Nga phục kích rất là nhiều vô, nhờ những máy bay không người lái đó, phục kích rất là nhiều vô những cái địa điểm hậu cần của phía Nga rất là nhiều. Những cái cuộc tấn công của Nga đều đều được đẩy lùi hết. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 741, mình sẽ chia sẻ với ông bà cô bác tình hình tổng quan của những nhiều cái mặt trận. Mình sẽ chia sẻ với bà cô bác 741 của cuộc xâm lược vũ trang quy mô lớn của Liên bang Nga chống lại Ukraine. Thì trong 24 giờ qua, 74 cuộc đụng độ đã diễn ra theo hướng Kupyan. Kupyan là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đó là thành phố Kharkiv cơ. Địch đã thực hiện 7 cuộc tấn công vào các khu định cư Sinkivka và Tabaivka của vùng Kharkiv. Họ cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật theo hướng Bakhmut. Lượng phòng thủ đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của địch tại các khu định cư Avdiivka, Ivanovsk và Klitschivka của vùng Donetsk. Thì đó là tình hình tổng quan về mặt trận của Ukraine. Nhiều vùng của chị thì phía Nga tấn công rất là nhiều, nhưng mà đều được quân đội Ukraine đẩy lùi hết. Thì đó là những cái bước phòng thủ trong cái thời gian này, khó khăn này, trong khi mà thiếu đạn pháo nhiều. Thì hy vọng là đến mùa xuân, hết mùa xuân hay là đến mùa hè, thì khi mà quân đội Ukraine có được hàng không, là có được cái số lượng máy bay F-16 và nhận thêm những cái lô viện trợ như là đạn pháo nhiều. Thì hiện tại bây giờ khi mà phía quân đội Nga có gì tuyên bố là thiếu đạn pháo rất là nhiều do cái gói viện trợ của Hoa Kỳ ngừng á, thì hiện tại bây giờ cái gói viện trợ của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ cũng bị đóng băng nha, chưa có cái thông tin gì hết. Thì mọi người thì cũng hy vọng thôi, còn có được hay không thì không biết. Nhưng mà đối với lại Liên minh châu Âu, Liên minh châu Âu thì sau khi mà cái số lượng đạn pháo á, tổng thống của Cộng hòa Séc, ông đã tìm được cái lô đạn pháo là tổng cộng là 800.000, thì trong đó gồm 500.000 đạn 155 mm và một loại đạn 122 mm. Thì hai cái loại đạn này là những cái loại đạn sử dụng rất là nhiều loại pháo binh mà được thiếu rất là trầm trọng đối với lại quân đội Ukraine. Nhưng mà tổng thống của Cộng hòa Séc, ông đã tìm được cái lô hàng này, chỉ bây giờ chỉ cần tiền thôi. Thì sau khi mà ông thông báo khoảng tầm hơn 2 3 tuần gì trước, cũng chỉ khoảng hơn 2 tuần trước đó, Canada công bố cái gói viện trợ là họ sẽ giúp cho 300 triệu đô la để mà cái số tiền mà
bổ sung là mua góp tiền để mua số đạn pháo này, và cái số tiền đó ngoài ra là sẽ dùng để gì vận chuyển nữa, tại vì mua xong rồi phải vận chuyển đúng không vậy, 800 ngàn cái số lượng đầu đạn pháo này rất là lớn, di chuyển cũng tốn tiền lắm, rất là nhiều á. Thì Canada đã hỗ trợ 300 triệu, thì ngoài ra Mỹ sau đó là Mỹ hỗ trợ là 200 triệu để mà góp tiền vô để mua cái số đạn pháo này. Thì ngoài ra trong ngày hôm nay thì hiện tại bây giờ đồng minh á, thì hiện tại bây giờ là khoảng 20 nước đồng minh đã ủng hộ cái sáng kiến này luôn. Thì cái thời gian mà chờ họ họp họ để mà quốc hội của mỗi nước á, người ta sẽ đóng góp cho bao nhiêu tiền, thì trị giá cái số lượng đạn pháo này tầm khoảng 1 tỷ, 1 tỷ 500 1 tỷ 500 triệu euro đó. Thì hiện tại bây giờ là chỉ được 500 triệu từ hai nước Canada và Mỹ. Thì Pháp, tổng thống Pháp mà ông Macron đó, hôm nay ông đến Cộng hòa Séc để mà ông họp cái vấn đề này, thì ông tuyên bố là đất nước Pháp sẽ ủng hộ và kêu gọi những cái đồng minh khác là sẽ ủng hộ, quyết quyết định cuối cùng đó là mọi nước trong đồng khối đồng minh sẽ ủng hộ để mà góp tiền đủ cái số tiền là 1 tỷ 500 triệu để mà mua được cái số lượng đạn pháo này để cung cấp cho Ukraine trong cái mùa xuân năm nay. Thì nếu mà có đó, cái ông thủ tướng tổng thống của Cộng hòa Séc đó, thì ông nói là hiện tại bây giờ nó đã có rồi, chỉ cần tiền tiền có tiền thôi, trả tiền là sẽ có số lượng đạn pháo này di chuyển cho Ukraine trong vòng vài ngày là cũng có thể nhận được luôn đó. Nó nhanh đến mức độ gì cô chú anh chị, thì mình hy vọng cái điều này nó sẽ vượt qua, quan trọng là đạn pháo đó. Thì cái đó là những cái thông tin mà đặc biệt của anh chị mình có thể chia sẻ với bà cô bác. Thì ngồi ra có một thông tin phải những khán giả ở ở vùng Trung Đông nè, ở vùng châu Á nè, rồi ở ở châu Phi, thì người Việt Nam mình không ở châu Phi nhiều, thì đặc biệt ở châu Á của anh chị ở vùng Trung Đông. Thì hôm nay có một thông tin đó là ở Biển Đỏ là người Houthi đã cắt một cái cáp internet toàn cầu của anh chị. Hiện tại là 25% lưu lượng đi qua Biển Đỏ trên các tuyến đến châu Phi, châu Á và Trung Đông đã bị, hiện tại bây giờ sẽ bị ảnh hưởng. Trong có thể là trong thời gian sắp tới, những cái mạng truyền internet có thể bị yếu hoặc là không có mạng trong một thời gian đó. Khắc phục thì hiện tại bây giờ cái nhóm Houthi họ đã tuyên bố là sẽ cắt cái đường cáp này còn tầm hơn 2 tuần trước đó. Họ nói là nếu như mà Mỹ và Anh á, Anh Quốc và Hoa Kỳ nếu như mà họ cứ tấn công vào Houthi thì Houthi sẽ cắt cái đường cáp ở dưới biển. Họ nói là khoảng mấy tuần trước đó, nhưng bây giờ cắt thiệt, nói là làm thôi vậy, nói là làm cắt thiệt. Một cái thông tin trong ngày hôm nay nữa đó là cô chú anh chị xem trong cái video đó là những cái chiếc Nga đó, hiện tại bây giờ họ đang lan truyền một cái thông tin đó là họ khi mà sau khi chiến đấu ở chiến trường Ukraine xâm lược đó, và những cái sản phẩm, những cái vũ khí nào mà họ thu được đó, thì hiện tại bây giờ họ đã gom và họ đem về nước Nga của họ, thì họ chở trên những cái chiếc tàu lửa và họ đi khắp lãnh thổ Nga. Đặc biệt là hiện tại bây giờ họ sẽ đi đến 75 ga tàu khác nhau ở toàn lãnh thổ Nga hết. Thì cái mục đích của họ là họ sẽ lan truyền cho những cái người dân Nga là họ nói là họ đang đến Ukraine để bảo vệ và chống phát xít. Họ nói là Ukraine là phát xít, giống như là phát xít Đức đó. Họ nói vậy đó. Thì họ đến để mà chống được cái người Nga làm nô lệ cho Ukraine, người Nga đó, chống cái sự nô lệ của quân đội Nga đối với Ukraine. Vì vậy quân đội Nga đó họ sẽ đến đó để giải phóng cũng như là chống phát xít Ukraine của chị đó. Thì sau khi mà họ thu được những cái sản phẩm, những cái vũ khí như xe xe tăng, xe bọc thép, khí cầm tay nhỏ, thì ở đó họ gom về hết để họ làm như là một cái triển lãm, một cái vinh dự chuyện của quý vị, thấy tiên truyền kinh khủng nghe chưa. Đất nước Ukraine là một nước tự do, đất nước độc lập, dân chủ, một đất nước độc lập, một đất nước có chủ quyền. Trước khi sang gia nhập Liên bang Xô Viết, Ukraine đã là một đất nước có chủ quyền. Lịch sử của Ukraine có lâu hơn Moscow, và thủ đô Kiev của Ukraine có trước Moscow. Và hiện nay nhiều bạn vẫn lú lẫn nói là Ukraine thuộc về Nga, cho nên bây giờ Nga sáp nhập lại. Cái điều mấy bạn không biết, mấy bạn không hiểu được cái lịch sử trước khi Ukraine gia nhập là một cái khối liên bang Xô Viết, Ukraine là một đất nước độc lập, đã có lịch sử riêng, tất cả mọi thứ đều riêng.
Thì lúc trước sáp nhập vào Liên bang Xô Viết, thì bây giờ tách ra là chuyện, khi mà ta tách ra là một đất nước tự do, một đất nước độc lập rồi, một nước đất nước có chủ quyền mà. Đó là cái điều mấy bạn nên biết, cái điều đó lịch sử thế giới người ta đều công nhận cái điều này, đây là một cái sự thật, nên mấy bạn phải biết được đâu là đúng đâu là sai. Mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì ở cô chú anh chị biết không, à, đến đất nước ra xâm lược tàn phá đất nước Ukraine, rồi cho ra là phát xít, thì mọi người tự nhận định thôi ở đâu là sẽ phát xít thì mọi người cũng hiểu hiểu rồi đó. Ngày hôm nay nữa đó là liên quan đến cái đường ống dẫn khí đốt. Thì cô chú anh chị cũng biết rồi đó, từ trước khi mà xảy ra chiến tranh á, Nga bán khí đốt qua Liên minh châu Âu, thì sẽ đi qua bằng cái đường đường ống bắc ngang, đi sẽ đi ngang qua lãnh thổ của Ukraine. Thì lúc trước mà xảy ra chiến tranh, hình như mình nghe cái thông tin là cái con số thống kê là Nga hàng năm trả cho Ukraine thêm những cái hợp đồng đó, là trả cho Ukraine hàng năm hình như mình nhớ không lầm là còn hơn 1 tỷ euro, 1 tỷ euro hay đô la gì đó, 1 tỷ mấy của anh chị à. Mình nhớ lại cô chú anh chị nếu mà biết con số chính xác thì có thể chia sẻ cho mình. Thì mình nhớ tầm khoảng đó, thuê thôi, thuê cái đường ống thôi. Nhưng mà sau khi xảy ra chiến tranh hơn 2 năm nay thì cái hợp đồng á, nhiều người lại nói là chiến tranh, tuy chiến tranh cấm vận nhưng mà Liên minh châu Âu vẫn mua dầu của Nga, thì Nga vẫn luôn tự cho mình là một đất nước. Nếu mà Liên minh châu Âu không có dầu của Nga thì sẽ bị, phải nói là bị chết cóc. Nhưng mà cái điều để mình chứng minh trong ngày hôm nay là không có đúng sự thật. Đó là những cái lời nói của phía Nga thôi. Cho nên là họ mới hành hung, mới là hung hung hăng như vậy để mà gây xâm lược, là tạo áp lực cho Liên minh châu Âu để mà sáp nhập Ukraine, nhưng mà họ đã thất bại, kế hoạch của họ đã thất bại. Tự gì hiện tại bây giờ, trước khi chiến tranh là Liên minh châu Âu mua dầu khí đốt của Nga hết, hoàn toàn, hầu như là hoàn toàn của chúng chị, tự giá rẻ, thì có cái đường dẫn khí đốt từ Ukraine qua Bắc, qua hết tất cả các khối liên minh luôn, vì vậy giá thành rẻ người ta sử dụng. Thì sau khi mà bị cấm vận thì cái về thời gian cấm vận gần hơn 2 năm nay khi mà xảy ra chiến tranh á, thì Liên minh châu Âu vẫn mua, nhưng mà họ cắt, họ có gì họ cắt rất là nhiều, họ cắt hầu như là hết 80% rồi. Theo thống kê là họ cắt cái số lượng dầu khí đốt của Nga lên 80%, họ thay bằng khí đốt mà của Qatar, của đất nước Ả Rập á, rồi một phần của Mỹ, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, họ bán cho Liên minh châu Âu rất là nhiều. Tại vì Hoa Kỳ có một lượng khí đốt rất là nhiều, rất là lớn, và Hoa Kỳ họ di chuyển chị, họ nén á, cái khí đốt đó họ bỏ vô trong những cái bình đó, họ nén lại xong rồi họ di chuyển bằng tàu từ Hoa Kỳ di chuyển qua bên Liên minh châu Âu. Vì vậy Liên minh châu Âu khi mà xảy ra cái cuộc chiến tranh đó, Liên minh châu Âu người ta đã xây ra những cái kho đó chị, để mà chứa cái số lượng mà khí đốt nén trong những cái bình đó, đó thì làm cho Liên minh châu Âu không có thiếu khí đốt. Vì vậy là mọi người sống ổn bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Giờ có dầu Nga hay không nó không ảnh hưởng gì hết luôn. Vì vậy bây giờ sắp trong năm nay, nghĩa là trong năm nay này, cái hợp đồng giữa Ukraine và Nga đó nó đã hết hạn. Ukraine nói với đồng minh Liên minh châu Âu một cái sự là đoàn kết, đối với đồng minh đó, nó một sự rất là đoàn kết. Ukraine nói là sao? Ukraine nói là bây giờ cái hợp đồng sắp hết hạn rồi, nếu như mà Liên minh châu Âu muốn mua dầu từ muốn mua khí đốt của chứ xin lỗi nó không quên muốn mua khí đốt từ Nga đó, thì Ukraine sẵn sàng. Tự vì tại sao sẵn sàng của anh chị? Tại vì Ukraine xảy ra chiến tranh, những đất nước đồng minh họ không, Liên minh châu Âu họ không có khí đốt, nhưng mà lạnh họ bắt buộc phải sử dụng khí đốt. Nhưng mà vì họ giúp cho Ukraine về kinh tế này, họ giúp cho Ukraine về vũ khí này, họ giúp Ukraine rất là nhiều mặt, thì Ukraine tất nhiên chỉ có cái đường mở, có cái đường ống thôi để dẫn khí đốt của Nga qua. Thì bây giờ bị bằng cách này hay cách khác gì mà thiệt hại cho đối với Ukraine thì thêm một cái đường khí đốt nữa thì nó cũng không có là gì hết. Cho nên nếu mà giúp được cho Liên minh châu Âu mà để có được cái lượng khí đốt từ Nga thì họ sẵn sàng. Nhưng mà Liên minh châu Âu trả lời sao của anh chị? Họ trả lời không cần. Tự hiện tại bây giờ họ đã có cái số lượng họ có số lượng khí đốt từ Hoa Kỳ, họ bỏ trong những cái bình nén đó, chở tàu từ Hoa Kỳ qua bên Liên minh châu Âu, và họ mua thêm ở Qatar nữa. Nên đối với họ hiện tại bây giờ họ không có quan trọng cái vấn đề mua khí đốt từ Nga luôn. Bây giờ Nga coi như là ở Việt Nam mình hay nói là nói giỡn, nói là nghinh mỏ, nghĩa là nghinh mỏ lên là coi như là không ai mua nữa lấy gì. Trong khi đó đất nước Nga là một đất nước giàu nhờ tài nguyên khí đốt, dầu khí, khoáng sản, tất cả mọi thứ.
Nhưng mà bị cấm vận là khi mà không bán được cây đốt thì bán chai. Ok, có bán được những nước nào Trung Quốc đó nó mua đó, mà mua được bao nhiêu, tại vì Trung Quốc đất nước lớn đó mà cũng mua vừa phải, đâu có mua nhiều đâu, còn mua nhiều nước nữa đó. Thì bây giờ khó khăn về mọi mặt, không có bán được cho khối liên minh châu Âu, rồi nếu mà bán qua những nước châu Á, bán qua cho Trung Quốc, bán qua cho Ấn Độ, thì cái số cái tiền của chị, tiền mà tiền online, chuyển tiền online á, giữa những ngân hàng của nhà bây giờ nó đã cúp hết rồi. Đối với Nga, những công ty Nga cúp hết, bây giờ không có cách nào để mà chuyển tiền luôn. Vì vậy là hiện tại bây giờ 15 triệu thùng dầu hiện tại bây giờ đang mắc kẹt ở 12 con tàu ở biển Malaysia và Hàn Quốc để mà bán cho Ấn Độ. Những con tàu của Nga mình đang nói, con tàu của Nga đó, cho nên là hơn một tháng nay họ không có cách nào để mà di dời, như là cập cập cảng hết, tại vì không có trả tiền được. Ấn Độ không có biết cách nào để mà trả tiền cho Nga hết, tại vì những cái ngân hàng đã cắt hết giao thương rồi, đâu có kết nối được nữa đâu. Cho nên là hiện tại bây giờ rất là khó khăn chồng khó khăn đó. Thì đối với quay lại cái phần mà đường ống dẫn dầu, Ukraine trả lời với lại khối liên minh rất là đoàn kết, mấy anh muốn thì tôi có thể mở bình thường, nhưng mà đối với Ukraine không thành vấn đề, nhưng mà liên minh châu Âu ta không chịu. Nhưng mà có một vấn đề khó, đó là hiện tại bây giờ ông Hungary hầu như là sử dụng hoàn toàn từ Nga của anh chị, và Áo, nước Áo và một phần Slovakia, Slovakia cũng mua nhưng mà một không hoàn toàn, chỉ có Hungary là phụ thuộc vào khí đốt của Nga rất là nhiều. Thì bây giờ sắp hết cái hạn hợp đồng rồi á, nếu như mà Ukraine cắt á, thì ông Hungary là nghinh mỏ, nói nó có từ địa phương cho ông bà cô bác nghe cho vui, có nói là nghinh mỏ. Thường thường mình hay nói ở ngoài cũng giống vậy cũng vậy đó. Thì sao, thì Hungary là nói với lại Ukraine là thì sao, Ukraine vẫn nói với lại Hungary và Áo và Slovakia luôn, hai nước này là đồng minh của Nga mà sợ dữ. Ok, Ukraine không muốn hợp đồng gì với nước Nga hết, nhưng mà nếu Hungary muốn Ukraine di chuyển là mở cho cái đường dẫn khí đốt vào đất nước Hungary á, thì bây giờ ông Hungary hãy tự ký hợp đồng với lại Nga, ký hợp đồng mua khí đốt từ Nga, và Hungary sẽ ký thêm một cái hợp đồng để thuê cái đường dẫn khí này của Ukraine luôn. Nghĩa là Hungary sẽ, và Áo và Slovakia là bắt buộc phải trả thêm tiền để tiền thuê dẫn khí đốt vào nước của họ đó. Thì lúc trước khi xảy ra chiến tranh thì Nga hầu như là Nga bán khí đốt xong rồi Nga trả tiền thuê luôn, còn những nước liên minh thì người ta không có trả tiền thuê, thì cái tiền đó nó cũng gom hết trong cái giá thành rồi đó. Thì bây giờ sau khi mà cúp ông Hungary là người sợ nhất, thì mình không biết như thế nào đó, là Ukraine cũng mở đường cho Hungary đó để chứng tỏ cho thế giới biết là Ukraine là một đất nước thân thiện, không phải như là đồn là phát xít rồi làm nhiều điều ác. Đâu, Ukraine là một đất nước thân thiện. Bây giờ Hungary không có ủng hộ Ukraine đi nữa, thì nhưng mà nếu cần khí đốt, Ukraine sẵn sàng cho thuê thì ông trả tiền cho tôi, không nhiều thì trả ít, trả theo cái số lượng mà ông sử dụng thôi, điều Ukraine có thể làm được đó. Thì mình nghĩ trong thời gian sắp tới Hungary nếu mà tính theo cái con đường phải theo liên minh, nghĩa là phải mua những cái lượng, những cái khí đốt nén hoặc là xe những cái đường ống gì từ khối liên minh và bắc qua Hungary luôn, để cho nó gọn hơn so với lại từ Nga bắc qua Ukraine xong đến Hungary đó. Thì là những cái thông tin nó liên quan đại khái là bây giờ Liên minh châu Âu không có dựa dẫm, không có phụ thuộc vào khí đốt của Nga nữa, cho nên Nga đừng có mà biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, đừng có mà thấy Liên minh châu Âu phụ thuộc vào khí đốt rồi không có là không được, không có nghĩ vào cái đường xa xôi, không nghĩ vào cái đường nếu không có Nga thì người ta mua cái lượng khác, người ta xài, có tiền thì có tất cả. Thời buổi công nghệ cao rồi quý anh chị, gần thì bắt đường ống để mà xài, còn không đó thì người ta nén nén vô trong những cái bình đó, giống như khí đốt khí ga rồi tay nén vô trong cái bình ga nhà mình xài đó quý anh chị, thì khí đốt nó cũng vậy thôi, nó cũng nén vô được mà, không có gì là khó hết. Đối với là những đất nước phát triển hiện tại bây giờ, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đó, thì đó là những cái điều mà để chứng minh được là những cái bạn mà họ ủng hộ Nga thì từ trước đến giờ luôn nói Ukraine đã bị bánh quẻ này kia rất là nhiều. Thì ok, đó là một cái điều nó cũng có một phần nhỏ thôi, thì Ukraine bắt buộc phải làm, chứ chẳng ai muốn đất nước có chiến tranh hết. Nhưng mà một đất nước bị xâm lăng thì tất nhiên người dân phải nổi dậy thôi, thì người dân bắt buộc phải giữ nước, đó là chuyện bình thường mà.
Đó. Thì cô chú anh chị hôm nay mình cũng có một số tin tức chia sẻ với cô bác. Cảm ơn mọi người đã nghe mình nói, bỏ thời gian ra, đặc biệt là tin tưởng những thông tin mình. Cảm ơn bà cô chú anh chị rất là nhiều. Tạm biệt.